Dạ, hiện tại bên em đang đứng ngay ngã ba trục đường Văn Cao, đường Bình Long và đường số 1. Cách ngã tư 4 xã khoảng 700 m thì bên em đang có một căn nhà rất đẹp với diện tích ngang 8 nhân cho 10, một lầu. Giá chỉ 6 tỷ vẫn còn thương lượng được. Ngân hàng thẩm định bên mình có thể vay 70% trên tổng giá trị của căn nhà. Từ vị trí của căn nhà ra chợ Bình Long tầm dưới 200 m và quý khách có thể đi qua quận Tân Phú khoảng tầm từ 5 cho đến 10 phút chạy xe. Như anh chị đã thấy, trục đường con đường số 1 cũng như là con đường số 12 này hiện tại lưu lượng người lưu thông qua lại rất tấp nập, cho nên vị trí hiện tại của căn nhà rất thuận tiện và rất tốt cho việc kinh doanh. Dạ, bây giờ bên em mời quý khách cùng di chuyển với bên em trên con đường tiến đường số 1 để đến với căn nhà này nhé. Dạ, bên em đã tới vị trí của căn nhà. Hiện tại diện tích ngang 8 nhân cho 10 m, đúc một lầu và đang cho thuê kinh doanh. Giá với 6 tỷ vẫn còn thương lượng được. Hiện tại ngân hàng thẩm định có thể hỗ trợ vay 70% trên tổng giá trị của căn nhà. Để biết thêm chi tiết và tham quan với căn nhà, quý khách có thể kết nối và liên hệ với bên em nhé. Xin cảm ơn và kính chào.